Chào các em. Các bạn lớp 11 đã online chưa nhỉ? Lý Anh Thư à, chào. Đặng Thu Hòa, chào em. Bạn nào vào rồi comment thì biết nhé. Các em comment xem là nhìn rõ chưa nhỉ? Đường truyền mạng tốt chưa nhỉ? Hôm nay thầy sẽ live hướng dẫn các bạn cái đề thi học kỳ 1 toán của lớp 11, chắc còn khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa thôi là các em bắt đầu thi rồi đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cái phần 1, phần đầu tiên, nó gồm 25 câu trắc nghiệm đầu tiên, những cái câu hỏi thường hay ra nhất trong các cái đề thi cũng như là các đề thi của các trường trung học phổ thông trên cả nước những năm vừa rồi nhé. Mạng cho thầy là đang hơi đờ tí, thầy test lại tí nào. Chúng ta chờ khoảng 30 giây nhé, để các bạn cùng vào rồi chúng ta cùng học các em nhé. Rồi, chào Ngọc Huyền. Thì đến hẹn lại lên thì vào tối thứ tư hàng tuần thì thầy sẽ hướng dẫn các em lớp 11 khóa 2K2 ôn tập và luyện thi học kỳ để cho cái điểm số của chúng ta tốt nhất cả kỳ học rồi. Cái quan trọng nhất là cái điểm thi học kỳ, mà điểm nó thấp thì không tốt lắm đúng không? Nên là thôi, các bạn cùng chăm chỉ cùng học với thầy nhé. Xong chưa? Bắt đầu chưa? Hôm nay là phần 1 thôi, chúng ta sẽ làm 25 cái câu trắc nghiệm thôi. Một nửa của bài tập, một nửa của bài học đó. Buổi sau chúng ta lại làm tiếp. Rồi, các bạn vào sau thì các em share về, các em lưu lại nhá. Share về, lưu lại học. Khi nào sắp đến đợt kiểm tra thì chúng ta lại xem lại. Kiến thức nó sẽ vững hơn, chắc hơn. Rồi, bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu từ câu số 1 nào. Các bạn nào đang online rồi, muộn một chút rồi thì các em cùng làm với thầy. Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số. Đây là hàm số lượng giác. Và tập xác định của hàm số lượng giác thì cũng như là hàm đa thức bình thường thôi. Hàm phân thức mẫu khác không, có nghĩa ở đây các em có tập xác định tương đương với cả sin x của các em khác không. Thứ hai là cos x của các em khác không, đúng không? Có hai điều kiện, sin x khác không, cos x khác không, thì nó sẽ, nếu mà các em quen cái vòng tròn lượng giác rồi ấy, các em để ý cho thầy này, sin cos sin bằng không tại đây này, cos bằng không tại đây đúng không? Vậy thì góc này sẽ là k lần pi trên 2 đến 4 điểm này, có nghĩa khác k pi trên 2. Câu 1 đáp án là x khác k pi trên 2, xem ở đây là đáp án nào nhỉ?
đáp án A rồi, đúng không? Rồi, cứ làm đi, cứ làm đi, xong rồi thầy up file đề lên. Còn các bạn nào mà muốn nhận đề, những cái đề mới nhất ấy, kiểm tra cũng như đề thi thì các em inbox vào cái fanpage của thầy nhá. Đây này, inbox trên cái fanpage này này, em muốn nhận đề thi của lớp mấy chẳng hạn, ví dụ lớp 10, lớp 11, lớp 12 chẳng hạn. Thì khi nào có đề mới nhất ra thì thầy sẽ gửi cho các em nhá. Câu 2 nào. Em nào làm ra câu 2 rồi comment thầy xem nào. Cho 6 chữ số 2 3 4 5 6 7, các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Số tự nhiên có 3 chữ số thì gọi là ABC đi, đôi một khác nhau là A khác B khác C. Đúng không? Vậy thì số A chọn được mấy cách nhỉ? 6 cách này. B chọn trong đây. Vì khác A nó chỉ còn 5 cách thôi, vậy 6 x 5. C chỉ còn 4 cách thôi, đúng không? 6 x 5 x 4 120. Đáp án chính xác nhất là đáp án A. Đó. Câu 2 nào. À câu 3 nào. Để nhanh tốc độ tí nhá. Giải phương trình một phương trình lượng giác cơ bản rồi. Câu này thì làm nhanh thôi. Tan của x của các em sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 3 trên căn 3, hay nói cách khác là trừ căn 3. Tan mà bằng trừ căn 3 ấy, thì góc đấy sẽ là góc bao nhiêu cả các em? X bằng trừ pi trên 3 đúng không? Trừ pi trên 3 cộng với cả đuôi của tan thì là kpi rồi, cộng kpi. Vậy đáp án chính xác nhất của câu này là đáp án nào? Đáp án A, đúng không? Tiếp nào, đến câu số 4 nào. Câu 4 nào. Các em nào mà lượng giác mà các em không nhớ góc ấy, thì các em lấy máy tính các em ấn shift tan hoặc shift sin shift cos là ra nhá. Câu 4. Cho hình chóp SABC của đáy ABCD là hình bình hành, gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác. Mệnh đề nào sau đây sai? Vẽ hình vào đây nhá. Thầy vẽ nhỏ nhỏ thôi, vẽ nhanh thôi. Các em học bây giờ là hình thức trắc nghiệm rồi, nhưng các em vẽ tỉa mấy cái đường nó nhanh nhanh tí để nhìn, chúng ta nhìn hình thôi. Cong cong xấu xấu tí cũng được, không sao. S này, A, B, C, D. Có đáy là hình bình hành, hình bình hành. G1, G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC. Đây này, tam giác ABC đây của các em này. Đó. Đây. Trọng tâm thì ở khoảng này. G1. Thứ hai, G2 là trọng tâm của SBC. SBC ở đây. Đây thì để vẽ được trọng tâm của SBC thì các em ví dụ thầy lấy đây là trung điểm của BC đi, là Y đi. Đó. Các em kẻ S xuống. SI. Đó, và lấy 2/3 của nó là đây, ví dụ 2/3 này. Tương đối nhá. G2. Thì đề bài hỏi các em là mệnh đề nào đúng nối G1 G2, G1 G2. Đoạn này, cái đoạn ngắn ngắn này này. Đó. Mệnh đề sai chứ, đúng không? G1 G2 có song song, G1 G2. G1 G2 có song song với cả S AD không nhỉ? G1 G2. G1 G2 song song với SAD đúng không? Song song với SAD. Vậy cái này đúng rồi. Theo cái tỷ lệ nào các em nhỉ? YG Y này, nếu mà thầy nối G đây. Đây, tam giác này với tam giác này YG trên IA đây. Nối cái này vào. Cái này nó hơi rít nhưng thôi. Đó thì cái trường hợp câu A này là đúng rồi này. Bạn nào vẽ to to ra các em nhìn sẽ dễ hơn, nhưng ở đây nó rít quá nên là thôi. Chúng ta bỏ qua. Mà được tiếp theo là YG1 và G2 SA không có điểm chung, đúng luôn. G1 G2 này không thể cắt được SA nên là không có điểm chung. Thứ ba, G1 G2 song song với cả mặt phẳng SAB. G1 G2 song song với cả SA rồi. Không có điểm chung mà, song song với SA dẫn đến là sẽ song song mặt phẳng này. Vậy thì đáp án này của các em sẽ là đáp án sai, đáp án D là đáp án sai, đúng không? Sau thầy nháp lên cái tờ giấy nhá. Vẽ hình này bé quá đúng không? Không nhìn thấy. Được rồi, câu sau. Thì hoặc là các em cứ để cho thầy là G1 G2 này là đoạn thẳng, SA cũng là đoạn thẳng, do vậy nó không phải là hai đường thẳng nên là câu này sai luôn. Đấy, nếu mà bạn nào mà không muốn giải thích từng câu. Câu 5 nào. Sang câu 5 nhá.
Cho tứ diện ABCD gọi EG lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? À rồi, đây vẽ đây nhá, để các bạn cùng nhìn cho dễ. Tứ diện ABC. Đó. A này, B này, C, D. Có gì? Y là trọng tâm của ABC, ABC Y là trọng tâm. Thì với Y là trọng tâm, thầy gọi trung điểm của BC là điểm M. Đó. Nối nào. Y trọng tâm thì đây. G là trọng tâm của ABD, ABD là G. ABC. Đây, G là trọng tâm thì thôi, lấy của ABC là N đi. Trọng tâm này. Đó. Đây là trung điểm, nào là trung điểm của AB nhá. Các em có thể nối luôn dọc cho anh được. Đó, đây. Đó, N là trung điểm của AB thì trọng tâm ở đây là G. Tương đối. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng liên quan đến EG thì các em nối Y với G lại cho thầy. Rồi. EG song song với AB. EG có song song với AB không nhỉ? Sai rồi đúng không? Nhìn đã thấy không song song rồi. Sai. EG song song với AC không? EG, AC khả năng chéo nhau, không song song, chưa chính xác. EG với cả CD đúng luôn vì đây theo tỷ lệ này các em này. Tỷ lệ luôn trọng tâm là 2/3 này. NI trên NC sẽ bằng. Đây này, tỷ lệ NI trên NC sẽ bằng NI trên NC sẽ bằng NG trên ND và bằng 1/3 đúng không? Dẫn đến là EG song song với cả CD. Đó. Thì đây là với những câu mà những trường nào mà các thầy cô bắt tự luận thì các em có thể chứng minh như này cũng xong. Còn nếu mà trắc nghiệm thì nhìn qua là thấy rồi đúng không? Câu số 16, à câu 6 nào. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm. Lại tứ diện tiếp à? Lại phải vẽ hình tiếp à? Rồi, lại vẽ hình tiếp à. Mấy bài hình này tốn thời gian ghê nhỉ? Thôi các em tua tua nhanh nhá. Bây giờ phải học cách vẽ nhanh tí. Này, nhìn thầy này. Đấy. Lại là tứ diện. Đây. Tỉa mấy đường cho thật nhanh mà. Đó. Đó. Rồi. A, B, C, D. G là trọng tâm của tam giác ABD. Thế thầy gọi N đây là trung điểm của AB xuống nào. G là trọng tâm, xong. M là điểm trên cạnh BC sao cho BM bằng 2 lần MC, BM bằng 2 MC M. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào? Đấy. Thì đây là cái dạng bài của chương 2 trong hình học của các em ấy. Đường song song với mặt, mặt song song với nhau và hai đường thẳng song song đó. Thì bây giờ chúng ta xét nào, MG. MG thì song song được với cả đường thẳng nào nhỉ? MG. MG song song được với đường nào? Có song song được với đường này không? Khả năng không đúng không? Thì thầy gọi, thầy kéo dài cái MN này, đường NM này. Đó, kéo dài ra nhá. Thôi vẽ này để các em nhìn nó dễ. Đó. Cắt nhau tại đâu thì thầy gọi đây là điểm Y, được chưa? Đó. Điểm Y này. Và thầy nối DI, nối D với Y. Rồi. Thì bây giờ thầy xét xét cái tỷ lệ đó là xét tam giác, thầy xét cái tam giác DNI. DNI thì tam giác này có cái gì? Tam giác này có cái tỷ lệ này các em này. NG trên ND sẽ bằng NM trên NI. Có nghĩa là NG này trên ND bằng NM trên NI. Và tỷ số này thì bằng bao nhiêu nhỉ? Tỷ số này bằng 1/3 đúng không? 1/3. Vì đây là tỷ lệ trọng tâm này, đoạn này là 1/3 của cả đoạn này. Rồi, sau tỷ lệ như này rồi thì các em suy ra được là GM của các em sẽ song song với cả đường thẳng DI mà
Vừa rồi chúng ta vừa kéo dài ra rồi thì DI là thuộc mặt phẳng, mà mặt khác thì DI của các em này là thuộc mặt phẳng ADC, đúng chưa? Do vậy thì hai điều này dẫn đến là đường song song với cả một đường thuộc mặt phẳng DI ở đây nhỉ? Đấy. Đường song song với đường một đường thuộc mặt phẳng thì nó sẽ song song với mặt phẳng đó, hay nói cách khác là GM của các em này sẽ song song với cả ADC. Đó. ADC là đáp án nào nhỉ? D rồi. Thì với những câu hình thì thầy sẽ chữa rất là chậm nhá, để cho các bạn hiểu được cái bản chất nó rõ hơn. Còn những câu đại thì chúng ta làm quen rồi thì chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tốc độ, được chưa? Câu số 7 nào. Tìm hệ số của x mũ 97 trong khai triển đa thức này. Thì với hệ số của x mũ 97 thì sẽ bằng bao nhiêu? Thì các em nhớ lại cho thầy là cái nhị thức Newton ấy. Nhị thức Newton của các em sẽ được viết như nào nhỉ? Đây, tôi viết xuống đây nhá. Nhị thức Newton này, thôi viết ra luôn này. Của cái khai triển này sẽ là K bằng 0, mũ là 100. CK của 100 nhân với cả A này, đây là X này. X mũ 100 trừ K, khai triển nhị thức Newton đấy, nhân với cả trừ 2 tất cả mũ K. Đúng chưa? Cái bài hỏi là mũ 97, x mũ 97 thì dẫn đến là 100x trừ k của các em sẽ bằng 97, hay nói cách khác là k sẽ bằng 3. Với k bằng 3 thì các em thay ngược lại thôi, thì hệ số sẽ chính là c 3 của 100 nhân với cả trừ 2 tất cả mũ 3, đúng không? Hệ số thì cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm máy thôi. 100 này. Bạn nào ra rồi comment đáp án thì xem nhá. Shift C 3 nhân với cả trừ 2 mũ 3. Đáp án B rồi. 129 1.293.600 đáp án B. Đó. Hệ số là những cái phần đứng đằng trước x trong khai triển nhá. Chúng ta tiếp tục sang thầy câu số 7 nào. Câu số 8 nhé. Cho đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha. Cho đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha. Và D nằm trong mặt phẳng beta. Gọi alpha là giao tuyến của alpha và beta. Khi đó thì sao? Tính chất cái định lý ấy của các em là một đường song song với một mặt phẳng, mà cái đường thẳng đó nằm trong cái mặt phẳng còn lại ấy, thì cái đường thẳng đó sẽ song song với cả giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây, có nghĩa là D này song song với giao tuyến là A. Đáp án là đáp án C rồi. Đó. Đây là phần định lý thôi, định lý về lý thuyết của các em thôi. Chúng ta đến câu 9 nào. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY, cho biết điểm A có tọa độ là 3,5, tìm tọa độ A' là ảnh của A có phép đối xứng trục. Thì các em nhớ cho thầy phép đối xứng trục là gì? Đối xứng qua trục nào thì giữ nguyên tọa độ của trục đó. Nếu mà ảnh của A sẽ giữ nguyên tọa độ hoành độ này, x này, có nghĩa là giữ nguyên 3, và lấy đối xứng của nó. Trục tung thì lấy tọa độ đối xứng, có nghĩa là A' của các em sẽ phải là bằng 3 và trừ 5. 3 này, trừ 5. Đáp án ở đây là đáp án D rồi. Đó. Nhớ nhá, phép đối xứng qua trục nào giữ nguyên tọa độ trục đó và lấy đối tọa độ của trục còn lại. Đó là câu số 9. Chúng ta sang với thầy câu số 10 nào. Câu số 10 là một câu liên quan đến nhị thức Newton. Nhị thức Newton ở đây thì chúng ta còn có, chúng ta phải giải cái ẩn N nữa, đúng không? C2 của N bằng 6. Thì một là các bạn có thể giải như bình thường, hai là các bạn dùng máy tính. Thôi thầy hướng dẫn các em cách dùng máy tính cho nhanh nhé. 1,8 này, các em nhập cái biểu thức này vào. N là x này, shift C2 trừ đi 6. Bạn nào mà chưa dùng cách này thì thử dùng nhá. Sau tí nữa tôi về xem lại, dùng lại 1-2 lần. Cách này tính rất là nhanh, với cả cái dạng mà phương trình tổ hợp và chỉnh hợp. Start là gì? 2, đúng không? Vì N của các em lớn 2 mà. N thì thường không quá 20 đâu, các em để 20, step các em để bước nhảy của 1 đi. Đó, và các em nhìn cho thầy xem là
ở đâu fx của các em bằng 0 thì các em suy ra nghiệm, thì ở đây fx bằng 0 dẫn đến nghiệm n bằng 4 này, n bằng 4 này. Đó. Thì ở đây sẽ là n bằng 4. Với n bằng 4 thì các em lắp vào thầy cái khai triển này thôi, khai triển này của các em sẽ chính là x trừ đi 1 trên x tất cả mũ 4. Đó. Rồi chúng ta khai triển ra. Khai triển thì bằng bao nhiêu nhỉ? Nào, khai triển ra nào. K từ 0 đến 4 của C4 à CK của 4 nhân với cả x mũ 4 trừ K nhân với cả trừ 1 trừ 1 tất cả mũ K nhân với cả x mũ bao nhiêu nhỉ? Đây là x trừ rồi, x mũ trừ 1 nhân đây là nhân với cả K thì thành x mũ trừ K. Đó. Thì ở đây các em tổng hợp lại thì thành x. Nào, viết ra đây nhá, thầy viết xuống đây cho dễ nhìn nhá. Số hạng tổng quát sẽ xuống dạng như này, K bằng 0 này, tổng hợp lại nhá, 4. CK của 4 giữ nguyên. X ở đâu có x các em ghép bộ vào. Ở đây trừ 1 mũ K thầy để ra. Nhân với cả cộng vào là x mũ 4 trừ đi 2K. Đề bài hỏi là số hạng không chứa x, có nghĩa là x mũ 0 thì dẫn đến ở đây các em sẽ là 4 trừ đi 2K của em bằng 0. Hay nói cách khác là K bằng bao nhiêu nhỉ? K bằng 2 đúng không? Với K bằng 2 thì hệ số sẽ là C2 của 4 nhân với cả trừ 1 tất cả mũ 2. C2 của 4 bằng 6 rồi. Bạn nào không biết thì các em bấm máy cho thầy nhé. Bạn nào biết rồi thì nhẩm ra ngay bằng 6, đáp án là B. Đó. 2K học được mà, vấn đề gì đâu nhá, học đi các em. Câu số 11. Ở đây là những cái dạng liên quan đến tổ hợp, chỉnh hợp. Thì những năm trước đề có ở trong đề thi đại học, 2 năm gần đây đều có. Thì các bạn nào mà 2K này, 2K1 đều có thể học được nhá. Biết đâu năm nay cũng có thì sao, đúng không? Nhớ lại kiến thức. Cho đa giác đều 16 đỉnh, hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có 3 đỉnh là 3 đỉnh của đa giác. Thì các em để ý, một đa giác, một cái tam giác vuông này thì bao giờ cũng có một cái cạnh, cạnh huyền. Cạnh huyền đúng không? Trong đa giác đều của các em này thì dẫn đến đa giác đều của các em sẽ có bao nhiêu đường, đường chéo nhỉ, đường kính nhỉ? Nếu vì thầy ví dụ nhá, đây là một hình vuông này. Tạm thời các em nhìn hình vuông thôi đã, để các em nhìn thôi đã cho nó dễ. Đó. Thì tam giác vuông là gì? Đây đúng không? Nếu thầy kẻ cái đường chéo này. Đó. Thì đây sẽ chính là một tam giác vuông, đây là một tam giác vuông là 2. Vậy thầy kẻ đường chéo này thì đây có 1 này, đây có 1, đúng chưa? Như vậy thì số đỉnh của tam giác bao nhiêu tam giác vuông này, số tam giác vuông sẽ bằng gì? Bằng số cái đường chéo này này, đường chéo này nhân với cả số cái đỉnh còn lại. Ví dụ đây có đường chéo là 2 đỉnh rồi, vậy cứ một đường chéo thì phải có 2 đỉnh. Do vậy số cái đường chéo ở trong đây sẽ là 16 chia cho 2. Đó. Một đường chéo là 2 đỉnh mà, dẫn đến là 16 chia cho 2 đường chéo. Thứ hai, những cái đỉnh mà có đường chéo đó thì sẽ không thể lập thành một tam giác vuông được. Do vậy chúng ta lấy những cái đỉnh còn lại là 16 trừ đi mất 2 đỉnh rồi thì chỉ còn 4, 14 thôi đúng không? Thì là sẽ bằng 8 nhân với cả 14 này. Đó thì sẽ ra được số tam giác vuông của các em. Thì bài này cũng là một cái trường hợp nó có tính chất là hơi mẹo một tí thôi. 112. Đáp án B nhá. Câu 11 đáp án B đấy. Rồi, chào các em. Vào học nhá. Chúng ta đến với câu 12 nào. Câu 12 là một dạng giải phương trình lượng giác. Bạn nào ra được đáp án thì comment thử xem nào. Để thầy test lại thử, thầy có một vài bạn đang inbox nhưng mà em hơi mờ. Các em còn lại nhìn thì có rõ không nhỉ? Rõ chưa? Nét căng này. Câu 12 giải phương trình. Đây là phương trình bậc 4. Thì cái cách đơn giản nhất để giải phương trình bậc 4 là, một là các em chuyển về hết tất cả cùng một ẩn, là một là sin, hai là cos. Sau đó thì các em đặt ẩn phụ cho thầy. Còn nếu bạn nào làm quen rồi thì đến bước đó các em không cần đặt ẩn phụ cũng được, các em giải phương trình bậc 2 cũng được. Thì với phương trình này đang từ ban đầu này thì thầy sẽ biến đổi nó về hết thành dạng sin nhá, tương đương với cả 4 lần sin mũ 4 này. X này cộng 12 thì đặt ra ngoài bên trong cốt bình, thầy cho thành 1. Cốt bình cộng sin bình bằng 1 mà, thì bằng 1 trừ đi sin x đúng không? Sin bình x. Đó. Tất cả trừ đi 7 bằng 0.
Bây giờ chúng ta biến đổi một chút thành 4 sin mũ 4 của x cộng với cả 12, thôi trừ đi đi, trừ đi 12, nhân với cả sin bình x. Trừ 12 trừ 7 là cộng 5, đúng không? Bằng 0. Thì đây các em sẽ ra được khái niệm đây, phương trình bậc 2 này. Nếu bạn nào ở đây vẫn chưa nhìn ra phương trình bậc 2, các em đặt sin bình x bằng t nhé. Các bạn nào nhìn ra rồi, các em bấm máy thẳng thôi. Sẽ có hai nghiệm của sin bình x. Sin bình x này. Đó, xem bằng bao nhiêu thì chúng ta bấm máy ra. Đây là thầy đang dùng máy FX580 nên nó sẽ khác một chút. 19 này. 19, 2, hệ bậc 2 là số 2. Nhập vào là 4 này. Trừ 12 cộng 5. Một nghiệm là 5/2. Nghiệm thứ hai là 1/2. Thì các em nhớ cho thầy là sin luôn luôn lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Vậy sin bình không thể là bằng 5/2 được. Vậy nghiệm 5/2 là loại. Vậy chỉ sin bình bằng 1/2 là đúng thôi. Với sin bình bằng 1/2 là đúng thì dẫn đến là sin của các em sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Sin bằng 1/2 là đúng này. Thì một là các em có thể sử dụng về là sin bình, hai các em đổi về cos 2, đúng không? Thôi để nguyên sin x bằng 1/2 này, hoặc là sin x bằng cộng trừ 1/2 đi, thì dẫn đến cái góc x này của các em này. Đến đây thì là phương trình sin đơn giản rồi, nhiều bạn giải ra rồi, thì thầy cho luôn các em nhận là pi trên 4 cộng với cả k lần pi trên 2. Đó, thì chúng ta giải ra và chúng ta gộp nghiệm lại nhé. Thì đáp án ở đây là đáp án nào chính xác nhỉ? Đáp án A, đúng không? Pi trên 4 cộng với cả k pi trên 2. 12A, đúng rồi, tốt. Lưu Văn Hải nhầm rồi em. Câu 13 nào. Cho tứ diện ABC, D gọi M lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC giao tuyến của hai mặt phẳng đường thẳng D được dựng thế nào? Rồi, lại vẽ hình nào. Bài này hơi bị nhiều câu phải vẽ hình luôn. Nên là các em tập cách vẽ nhanh nhá. Như thầy ấy, tỉa vài đường xong 10 giây là xong một hình rồi. Sau đó thì chúng ta nhìn hình A này, B này, C, D. M lần lượt là trung điểm của cạnh AB, M đây. N là trung điểm của AC, N đây. Giao tuyến của hai mặt phẳng B, C, D và mặt phẳng nào nhỉ? DMN nối lại nào. D này. Rồi. Được dựng như nào? Thì các em nhớ là giao của hai mặt phẳng thì chúng ta phải tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng. Thứ nhất có điểm D là điểm chung này, đúng chưa? Rồi, có nghĩa là có điểm D là điểm chung, là giao tuyến chắc chắn là phải đi qua D. Thứ hai là các em thấy cho thầy MN, MN thì song song với cả BC, có nghĩa là hai mặt phẳng này có hai đường thẳng song song, thì giao tuyến chắc chắn phải song song với hai đường thẳng này. Như vậy thì nó sẽ là đường thẳng đi qua D và song song với hai đường thẳng này. Xem đáp án nào chính xác nào. Đáp án B rồi. Giao tuyến đi qua D và song song với MN, đúng luôn. Xong câu 13, 14 nào. Hình bình hành có bao nhiêu trục đối xứng? Hình bình hành à? Vẽ ra cho các bạn nhìn nhá. Hình bình hành thì không có trục nào đối xứng nhá. Đáp án D. Đó, không. Trục đối xứng là cái trục mà khi các em lấy bất kỳ điểm nào ở bên này thì các em cũng sẽ tìm được một điểm đối xứng của nó ở bên kia của hình. Chia làm đôi hình ấy, nhưng mà trong hình bình hành thì không có. Đáp án D. Câu 15 nào. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là hình bình hành, gọi EZ lần lượt là trung điểm của ABCD, giao tuyến của hai mặt phẳng. Thì chúng ta đã gặp những cái dạng rất là nhiều, cái dạng từ nãy giờ gặp rất nhiều dạng về hình học như giao tuyến của hai mặt phẳng này. Đó thì các em chú ý cái dạng này nhé. Hình bình hành vẽ ra thôi. A, B, C, D. Y là trung điểm của AB. Y này. Z đây này, trung điểm của CD này. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD là đường thẳng
song song với đường thẳng nào sau đây? Giao tuyến của hai mặt phẳng này. Thì giao tuyến của hai mặt phẳng này thì chắc chắn là phải một đường thẳng đi qua S rồi, vì có S là điểm chung này. Thứ hai, như thầy vừa nói vậy rồi, có AB song song với CD giống hệt câu trước đúng không? AB song song với CC thì giao tuyến sẽ phải đi qua S và song song với một trong hai cạnh này hoặc cả hai cạnh này. Thì bây giờ chúng ta nhìn nào, BG không đúng rồi, chéo rồi, dẫn đến không thể song song đường này được. AD vuông góc rồi, không song song được. À không, AD cũng cắt rồi. EG cũng không được đúng không? Bởi vì EG làm sao mà song song được AB và CD, vậy chỉ còn đáp án duy nhất là BI thôi. BI là đúng đoạn này luôn. BI thì thuộc AB rồi, dẫn đến là sẽ song song. Câu 16 nào. Đấy. Số nào sau đây là nghiệm của phương trình? Rồi, câu số 16 này nhìn trông có vẻ khó. Nào, chúng ta xem nào, nghiệm của phương trình. Thì cách 1 ấy là các bạn có thể nhập phương trình này vào máy và các bạn dùng cho thầy cái tính năng CLC là các em giải nhanh nhất. Thử xem nào. Rồi, đấy cách 1. Cách 1 nhá. Chắc nhiều bạn biết rồi, CALC cái đáp án của các em là các em sẽ ra được nghiệm thôi. Đáp án nào đúng thì nó ra bằng 2. Còn cách 2 là làm tự luận. Thì nếu mà giả sử như đề này mà các thầy cô trên lớp cho vào tự luận thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đây, cách làm tự luận này. Thầy biến đổi cái sin bình x này, thầy hạ hết về cốt 2 nhá, cốt 4 và cốt 6. Thì phương trình này thì gọi là phương trình sao đi. Phương trình sao này của các em sẽ tương đương. Làm tự luận tí nhá. 3 trừ đi cốt bình, à cốt 2x này, trừ đi cốt 4x, trừ đi cốt 6x, tất cả trên 2. Thì thầy ghép vào nhé, đánh 1 trừ đi cốt 2x này, cộng 1 trừ đi cốt 4, cộng 1 trừ đi cốt 6, thì thầy ghép luôn thành 3, trừ đi cốt 2, trừ cốt 4, trừ cốt 6, hạ bậc cái sin bình này đi, được chưa? Thì bằng, đề bài cho các em là bằng 2, dẫn đến tương đương với cả nhân chéo lên là 2, chuyển 3 sang đây là 1, có nghĩa là cốt 2x cộng cốt 4x cộng cốt 6x bằng 1, đúng chưa? Nhân chéo lên, thầy chuyển 2 sang ngoài, chuyển cái này sang cái kia. Đó. Cốt cộng cốt thì bằng 2 cốt cốt, có nghĩa là bằng 2 lần cốt 3. Cốt cộng cốt 2 lần cốt tổng chia cốt hiệu này là 6 chia 2 3 cốt 3x này, nhân cốt x cộng với cả cốt của 6x thì bằng gì? Cốt của 6x thì có phải là bằng 2 lần cốt bình của 3x không? Trừ 1 không? Thì bằng 1 đúng không? Vậy thì chuyển hết 1 đi, bớt hết 1 đi. À cộng 1 chứ. Cốt 6 đúng không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ giải nước đi, chúng ta đặt cho thầy 2 cốt 3x ra ngoài, giải 1 với 1 hết đi. Bên trong còn cái gì? Bên trong còn cốt x cộng với cả cốt 3x bằng 0, đúng không? Lại cốt tổng, cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt, vậy đây sẽ là bằng 4. Nhân với cả cốt của 3x nhân với cả bao nhiêu? Cốt tổng là cốt của 2x này, nhân với cả cốt hiệu là cốt của x bằng 0. Thì dẫn đến ở đây các em này, giải nước hết đi thì các em chỉ còn là cốt của 3x thôi, nhân với cả cốt của 2x nhân với cả cốt của x bằng 0. Thì với cốt này bằng 0 thì các em nhìn lại cho thầy xem đáp án có gì đặc biệt nhỉ? Trên đây cho dễ nhìn nhá. 1 là cốt 3x bằng 0, 2 là cốt của 2x bằng 0, 3 là cốt x bằng 0. Thì chúng ta nhìn đáp án là cốt x bằng 0, pi trên 2, không giống rồi, bỏ luôn. Cốt 2x là pi trên 2. Pi trên 2 mà chia cho 2 nữa là pi trên 4, không giống rồi. Loại cốt 3x mà bằng 0 có nghĩa là pi trên 2 chia cho 3 là pi trên 6. Vậy thì đáp án đây chắc chắn có đáp án là pi trên 6 rồi. Đó. Để chú ý nhá, với cốt 3x. Đáp án là A, được chưa? Thì những cái câu mà nó liên quan một chút đến hơi khó một chút và có thể là có nhiều bạn ở trên lớp các em sẽ kiểm tra tự luận thì thầy sẽ hướng dẫn theo cách tự luận. Còn cách trắc nghiệm nói rồi, CLC vào là xong nhá. Câu 17 nào. Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu,
Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Vậy tính xác suất để học sinh đó trả lời đúng 9 câu trở lên. Thì cái quan trọng nhất ở đây là trả lời đúng từ 9 câu trở lên này. Trả lời đúng 9 câu thì có gì đặc biệt các em? Đúng 9 câu thì nó sẽ có hai trường hợp, đúng không? Trường hợp 1 nào, ghi đấy nhá. Trường hợp 1 là học sinh đó trả lời đúng luôn 9 câu. 9 câu. Còn trường hợp 2 9 câu trở lên là trả lời đúng 10 câu luôn. Đấy. Đúng chưa? Thì với cái trường hợp mà trả lời đúng 9 câu ấy, có nghĩa là trong 10 trả lời đúng 9, trả lời 9. Trong 10 câu thì trả lời nhúc ra 9 câu để trả lời thì chính là C9 của 10. Cách thứ hai là đối với mỗi một câu thì xác suất để đúng một câu có 4 phương án trả lời, đúng không các em? Thì xác suất để đúng sẽ là 0,25%. Như vậy thì 9 câu đầu trả lời đúng luôn thì nó sẽ chính là 0,25 này, nhân 0,25 nhân 0,25, có nghĩa nhân 9 lần thì thầy lấy luôn là 0,25 mũ 9, đúng chưa? Tiếp đến là cái câu cuối cùng, đúng 9 câu, câu cuối cùng sai thì câu sai thì xác suất sẽ là 0,75% là sai, đúng không? Vậy nhân 0,75 vào đây nữa. Đó, thì đây chính là trường hợp 1. Xong. Để nhìn phát là đã thấy là đáp án B rồi, đúng không? Nhưng mà thôi, giải thích luôn. Tại sao lại là trường hợp 2 nó lại như này? Đúng 10 câu thì dễ rồi, chọn 10 câu mà đúng cả 10 là C10 của 10. Trường hợp thứ hai là đúng cả 10 câu luôn nên tỷ lệ đúng sẽ là 0,25, mà 0,25 nhân 10 thì chính là 0,25 mũ 10, đúng chưa? Do vậy thì xác suất để học sinh nó trả lời đúng 9 câu trở lên sẽ là trường hợp 1 cộng trường hợp 2. Như vậy thì sẽ ra là đáp án B. Đó nha các em nhé. Rồi các em sang đến câu số 20 nào. À, câu số 18 nào. Chúng ta đang ở câu 17 rồi, bây giờ chúng ta sang câu 18. Cho hình xoáy ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, gọi EFG lần lượt là trung điểm. Thiết diện của hình xoáy cắt bởi mặt phẳng là một đa giác. Nào xem nào. Câu này vẽ hình chắc trông cũng phức tạp đấy. Thử xem nhá. Bạn nào làm được câu này rồi, cho mình phải xem các bạn nào. Đề bài hỏi các em là nó là hình gì, thì cái phần thiết diện này là một phần tương đối là quan trọng. Thì hiện tại là chúng ta mới chỉ chủ yếu là tìm xem trắc nghiệm và tìm theo là hình gì thôi, chứ còn nếu mà sang dạng bài mà tính diện tích thiết diện nữa thì khó nữa. Đấy, là chú ý câu số 18. Thì để làm được câu này các em vẽ hình ra nào. Hình chóp đáy là hình bình hành tâm O. Hình bình hành tâm O. S A B C D. Tâm O thì các em nối vào thôi. Đó. À. Gọi EFG lần lượt là trung điểm của BC. E là trung điểm của BC. F là trung điểm của CD. G là trung điểm của SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng EFG. E này, F này, G. Đó, cái mặt phẳng này. Thì để tìm được thiết diện của hình chóp cắt các mặt của hình chóp ấy, thì các em tìm giao của cái thiết diện đó với tất cả các mặt, rồi các em nối các giao tuyến vào với nhau thì các em sẽ ra được hình dáng của thiết diện nhá. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào nhỉ? Thì để mà tìm được giao tuyến thì cách đơn giản nhất là các em dùng cái mặt phẳng đây, ở đây thầy có mặt phẳng EF này, xem tìm với giao của các mặt phẳng còn lại là ở điểm nào. Thì thầy kéo dài EF
kéo dài EF cắt AB. Đây, kéo dài đi. Đó, và kéo dài EF cắt AD. Rồi, thầy gọi kéo dài EF cắt AB tại điểm, điểm này gọi là điểm P đi. Cắt AD tại điểm Q. Sau đó thì từ P và Q này, thầy nối PG, vì P là thuộc mặt phẳng SBA này, G cũng thuộc nên thầy nối G và P. Đó, hơi cong tí, thôi là không sao. Thì thầy gọi PG giao với cả SB. Bằng điểm này thầy gọi là điểm mà có H chứ nhỉ, H đi. Thứ hai, PQ cũng thuộc mặt phẳng SAD, dẫn đến thì nối P và G và Q. Đó, thì cắt SD. SD giao với cả GQ. Tại điểm này thì gọi là điểm K. Như vậy thì các giao tuyến của hình chóp của các em sẽ là gì nhỉ? Đây đúng không? Các em nối GH này, nối HE này, nối FK này. Đó, thì thiết diện của các em là cắt giao tất cả các mặt thì là cái hình này rồi. HG này, GHEF, EFK đúng không? Nó có 5 đỉnh, 5 đỉnh thì nó là hình ngũ giác, đáp án là đáp án C. Đó, ngũ giác. Câu 18, đúng rồi, chính xác. Chúng ta đến với câu 19 nào. Từ AB đến, từ A đến B 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường, hỏi có bao nhiêu cách chọn con đường từ A đến C. A, B, C, kể ra thôi. Ông này có 3 này, B đến C có 4 này. Vậy có bao nhiêu cách để chọn con đường từ A đến C? Phải đi qua B thì bắt buộc phải đi qua 3 rồi, 3 rồi đến 4 thì có nghĩa là 3 x 4 bằng 12, đáp án B. Đó, câu 19 đơn giản đúng không? Câu 20 nào. Tìm hệ số có giá trị lớn nhất của khai triển, biết tổng các hệ số là 4096. Thì các em nhớ cho thầy này, khi mà đã nói đến tổng các hệ số có nghĩa là ở đây có một ví dụ dạng này, A cộng B tất cả mũ N đúng không? Thì bằng C không của N nhân với cả A mũ N nhân với cả B mũ 0 cộng C1 của N nhân A mũ N trừ 1 nhân với cả B mũ 1. Tương tự cộng đến mũ 2, mũ 3, mũ 4. Thì khi mà nói có 1 này, ở đây có 1 này, thì chắc chắn là A của các em là bằng 1 rồi. Đó. Thứ hai, biết tổng các hệ số có nghĩa là chỉ có cái chứa C0 này, C1N này, C2 chấm chấm, như vậy thì B của các em cũng sẽ bằng 1. Mà với B bằng 1 thì các em thay vào cho thầy vào biểu thức này. Đó. Biểu thức đây thì chính là 1 cộng với cả 1 x bằng 1 rồi, tất cả mũ N sẽ bằng 4096. Hay nói cách khác là 2 mũ N của các em sẽ bằng 4096. 2 mũ N bằng 4096 thì N của các em sẽ bằng 12. Đó, với N bằng 12 này thì các em lắp thay ngược lại cho thầy vào cái khai triển nhị thức này, dẫn đến là 1 cộng x tất cả mũ 12, đúng chưa? Đó, thì với 1 cộng x, tìm hệ số có giá trị lớn nhất của khai triển, thì cái hệ số của cái giá trị lớn nhất của khai triển của em ấy thì sẽ chính là C mấy nhỉ? Trong 12 này thì chia đôi thôi, là C6 rồi, có nghĩa là C6 của 12. Đó, thì cách tính nhanh là thế. Còn không, các em có thể khai triển ra rồi các em tìm hệ số lớn nhất là gì. Nó lớn hơn có nghĩa là CK12 này sẽ lớn hơn. Đây là cái cách tổng quát nhá, K trừ 1 của 12 và đồng thời CK của 12, có nghĩa cái số đứng ở vị trí K ấy, nó vừa lớn hơn cái số đứng liền trước nó và nó vừa đứng lớn hơn cái số mà liền sau nó, CK cộng 1 của 12. Thì các em cũng sẽ giải ra được là K bằng 6 thôi, với K thuộc Z là K bằng 6. Nhưng mà một cách nhanh hơn đó là ở giữa, cái hệ số ở giữa ấy,
C6 của 12 là đáp án là 924 rồi nhá. Câu số 20 đáp án C. Nào, câu số 21 nào. Câu số 21 cho C5 của N bằng 15.540, tính A5 của N. Thì A5 của N bằng gì nhỉ? Chỉnh hợp chập 5 của N của các em sẽ chính là bằng 5 giai thừa này nhân với cả C5 của N, đúng không? Bạn nào không nhớ công thức thì viết công thức ra biết ngay nhá. Có nghĩa là đây, ví dụ A5 của N này phải viết ra cho các em nhìn rõ hơn. Thì bằng N giai thừa chia cho N trừ 5 tất cả giai thừa, đúng không? Còn C5 của N thì có phải là N giai thừa chia cho 5 giai thừa nhân với cả N trừ 5 tất cả giai thừa. Đó, như vậy thì A của các em sẽ hơn C của các em là 5 giai thừa. Do vậy thì các em lấy luôn 5 giai thừa nhân với cả cái kết quả đã có. Có nghĩa là 5 giai thừa nhân với cả 15.504 thì em sẽ ra được đáp số. Thử nào. 5 giai thừa này nhân với cả 15.504. 1.860.000, xem đáp án nào nào. Đây rồi, C rồi. Đó. Câu số 22, một câu liên quan đến xác suất. Một công ty cần tuyển 3 nhân viên. Thì với những cái bài mà like khi mà thầy chữa ôn thi học kỳ của các em, thầy sẽ chữa cực kỳ chậm và chữa những cái cách nhanh nhất nhá, để các bạn cùng học, các bạn có thể hiểu được. Khi nào các em quên, các em chỉ cần xe về các em xem lại thôi là các em sẽ hiểu được chưa. Nên là các bạn mất gốc mà cũng không sợ đâu nhá, các em đã học tốt rồi thì ôn lại một lần cho nó chắc. Đáp án nào ra chưa? Tối rồi sao nhỉ, các bạn ngại làm sao nhỉ, không thấy đáp án mấy. Một công ty cần tuyển 3 nhân viên, có 10 người nộp đơn, trong đó có một người tên Hoa, khả năng tuyển được mỗi người là như nhau, chọn ngẫu nhiên 3 người. Vậy thì gì? Câu 22 làm nào đây? Thì các bạn cần nhớ cho thầy là nó tính xác suất thì có 3 bước. Bước 1 là gì? Bước 1 là không gian mẫu. Không gian mẫu ở đây 10 người nộp đơn, đúng không? Vậy không gian mẫu ở đây là gì? Là 10. Không gian mẫu, số phần tử không gian mẫu ấy là 10. Thứ hai là công ty cần tuyển 3 nhân viên. Vậy thì số phần tử của biến cố thuận lợi đây là gì? A bằng 3. Đúng không? Cần tuyển 3 mà, chọn ngẫu nhiên 3 người thì đúng là 3 rồi. Vậy tính xác suất để được chọn, xác suất được chọn thì rất đơn giản thôi. N của A, số phần tử của biến cố thuận lợi chia cho số phần tử của không gian mẫu thì bằng 3/10. Đáp án ở đây là đáp án B nhá. Đó. 3/10 chứ em, 3/8. Chọn ngẫu nhiên một người tên là Hoa mà nhá. Câu 23 nào. Câu số 23 lại là một câu liên quan đến hình. Cho hình chóp ABC có đáy ABCD là hình bình hành, gọi DX là đường thẳng đi qua D và song song với SC là. Các bạn vẽ hình ra nhá. Đáy là hình bình hành nào. Tỉa nhanh mấy đường là xong. Rồi, S A B C D. DX là đường thẳng đi qua D và song song với SC. Gọi Y là giao điểm của DX với cả mặt phẳng SAB trong các mệnh đề sau. Mệnh đề nào là đúng? DY song song với SC giao với cả mặt phẳng SAB. Các
các mệnh đề sau DI và SB chéo nhau, song song và giao. Nhìn thế này sẽ hơi khó một chút, để chúng ta xác định được song song thì các em dựa trên một vài cái dữ kiện như sau. Mệnh đề nào đúng? SI, SI và SB chéo nhau. Đầu tiên là dữ kiện DI đã. Giao DI là DX này. Thì chúng ta đôi khi chúng ta không cần phải làm hình đâu. Có nghĩa DI của các em sẽ phải song song với SC. Dựa vào dữ kiện số 1. Thứ hai, thứ hai là gì? CD song song với cả CD này, song song với cả mặt phẳng SAB, SCD sẽ cắt theo giao tuyến song song, đúng không? Và song song luôn với cả AB, thì dẫn đến là CD sẽ cắt SCD, SCD này, mặt phẳng SCD sẽ cắt cái mặt phẳng SAB, SCD cắt SAB theo cái giao tuyến, giao tuyến phải song song, giao tuyến nha, thầy viết tắt nha, phải song song với CD và AB, đúng chưa? Chúng ta tạm thời chúng ta cũng không cần phải vẽ hình ra đâu, nhìn một chút đó chắc chắn là giao tuyến phải đi qua S này, song song với cả CD và AB theo dạng bài, các bài trước chúng ta đã làm rồi. Thì chúng ta có gì? SI, SICD, SICD. Rồi tỉa nhanh vài đường nào, DI song song với cả SC và cắt. Đây nhá, tỉa nhanh một cái đường lên trên đây, mặt phẳng SICD này, SI này song song với cả SC này, và I nếu kéo dài ra sẽ thuộc mặt phẳng SAB. SICD sẽ là hình bình hành, mà SICD là hình bình hành nên BI suy ra BI sẽ phải song song với cả AB, BI song song với cả AB. BI song song với cả AB thì dẫn đến lại suy ra được là ISBA là hình bình hành, dẫn đến là AI sẽ phải song song với cả SB, AI song song với cả SB. Đó. Thì cái cách chứng minh này nhìn qua thì sẽ hơi khó một chút để các em hiểu. Nhưng mà thôi, các em cứ xe về rồi các em xem lại một tí, các em vẽ lại cái hình ra cho thầy. Thì các em nhìn, các em sẽ dễ hiểu hơn là nhìn qua hình này nhá. Rồi, đó là đáp án là gì nhỉ? SI song song với cả SB, đáp án là đáp án C. Đó. Mấy bài hình này chủ yếu theo cái quan hệ song song thôi, là đường song song với mặt, hai mặt phẳng song song với nhau. Tiếp đến chúng ta đến một câu liên quan, câu 24, đó là về khai triển trong đa thức, tổng các hệ số trong khai triển đa thức. Thì tổng các hệ số trong khai triển đa thức này sẽ bằng bao nhiêu? Thì như thầy nói rồi, khi mà nói đến tổng các hệ số trong khai triển có nghĩa là x của các em phải bằng 1. Đó. Thì khi x bằng 1 thì mới có là các hệ số, đúng không? Sẽ không còn biến là x nữa. Đấy. Do vậy thì các em chỉ việc thay 1 vào thôi, lắp 1 vào đây sẽ chính là 2 nhân 1 trừ đi 3 tất cả mũ 2017 này. Thì sẽ bằng trừ 1 mũ 2017 là bằng trừ 1 rồi. Vậy đáp án câu này nhìn thì tưởng khó nhưng mà thực ra thì nó rất là đơn giản, đáp án B. Nhớ nhá, tổng các hệ số x sẽ bằng 1. Đó. Câu số 25. Tìm M để phương trình này vô nghiệm. Rồi.
Nếu các em đã học kỹ ở trong chương 1 về phần lượng giác, phương trình có dạng A nhân sin x cộng B nhân cos x chẳng hạn bằng C, thì phương trình này vô nghĩa khi và chỉ khi A bình cộng B bình nhỏ hơn hoặc bằng C bình. Đó, còn nhỏ hơn C bình. Còn ngược lại thì nó sẽ có nghiệm, đúng không? Vậy chúng ta xét thôi. Chúng ta coi như ở đây là ẩn x đi, coi như đây là ẩn x đi. Thì các em sẽ có cái gì? A bình cộng B bình ở đây là 1 bình này, cộng với cả trừ căn 3 tất cả bình, nhỏ hơn C. C ở đây chính là 2M bình là 4M bình. 2M bình phương đây là 4M, tương đương với cả 4 sẽ nhỏ hơn căn 3 4M bình. Hay nói cách khác là M bình của các em lớn hơn 1. Với M bình lớn hơn 1 thì sao nhỉ? M mà lớn 1 thì từ đây suy ra được là nghiệm của các em đáp án M này sẽ phải thuộc ngoài hai khoảng là từ âm vô cùng đến trừ 1 và từ 1 đến dương vô cùng, đó là đáp án A nhé. Đấy, thì đây thì thầy không ghi nhiều ra nữa. Thì đây là câu số 25. Thì trong cái phần 1 này thì thầy hướng dẫn cho các em 25 cái câu đầu tiên trong cái đề thi của học kỳ 1 của những trường nổi tiếng nhất. Trong 25 cái câu này thì trong cái phần chương 1 về chương 2 về hình của các em nó chiếm khá nhiều. Nên các em qua mỗi cái bài giảng thì các em nhớ chú ý cho thầy là thứ nhất là cái cách vẽ hình này. Thứ hai đó là cái cách xác định được giao của các mặt với nhau thì các em sẽ xác định được thiết diện. Và thứ ba nữa là trong cái buổi hôm nay thì thầy nói rất nhiều đến cái về nhị thức Newton và các khai triển, thì các em cần tập lại cho thầy nhá. Học lại cho thầy về cái nhị thức Newton và khai triển nếu bạn nào chưa rõ. Tiếp đến đó là một vài cái phương trình lượng giác cơ bản, được chưa? Rồi, thì hôm nay cái phần 1 hôm nay của chúng ta thì tạm dừng ở đây nhá. Thì hẹn các em vào tuần sau thì chúng ta sẽ giải tiếp phần 2. Rồi, cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo.